Theo báo cáo của lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, trong 6 tháng đầu năm với diễn biến phức tạp của mặt hàng xăng dầu, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, lực lượng quản lý thị trường đã coi xăng dầu là mặt hàng trọng tâm, trọng điểm để kiểm tra và xử lý. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã thực hiện giám sát toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc, với trên 16.800 cửa hàng, kiểm tra trên 1.000 vụ, xử lý gần 190 vụ vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý gần 20.500 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 129 tỷ đồng. Ngoài ra, theo số liệu được cập nhật trên hệ thống kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính INS, 6 tháng đầu năm, quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 29.442 vụ, xử lý 13.125 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 85,9 tỷ đồng. Trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục Quản lý thị trường xác định tập trung vào các mặt hàng trọng điểm như xăng dầu, vật tư nông nghiệp, tập trung kiểm tra kiểm soát vào các thời gian cao điểm như Trung thu, Tết dương lịch, âm lịch. Tại hội nghị, cùng với biểu dương thành tích của lực lượng trong 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Độ Thắng Hải đề nghị lực lượng quản lý thị trường cần chú ý góp phần bảo đảm nguồn cung xăng dầu cũng như bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân và doanh nghiệp, có giải pháp tăng cường sự giám sát của người dân và công luận với hoạt động của lực lượng, cần tiếp tục làm tốt công tác truyền thông bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đã chỉ rõ những nhiệm vụ mà ban cán sự đảng lãnh đạo bộ công thương đề ra với lực lượng này như mở các đợt cao điểm về nghiên cứu quán triệt về chính trị nhiệm vụ pháp luật và yêu cầu trước cuối quý ba cần ban hành được quy chế quản lý quy định của ngành với toàn lực lượng quy trình công tác và xử lý vụ việc xây dựng cơ chế giám sát quản lý hoạt động tập trung giả soát kịp thời phát hiện sai phạm chú ý tranh thủ cũng như bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các địa phương đồng thời bảo đảm tính chất độc lập tuân thủ theo pháp luật cần bám sát chỉ đạo của lãnh đạo bộ và của tổng cục tình hình thực tiễn và trên từng địa bàn để xây dựng kế hoạch công tác phân công trách nhiệm rõ ràng và có cơ chế kiểm tra giám sát làm tốt công tác truyền thông tranh thủ sự ủng hộ của người dân với ngành hoàn thiện quy hoạch cán bộ quản lý các cấp